Kênh Cô Năm Miền Tây mến chúc các cô chú và anh chị thật nhiều sức khỏe. Chúc các anh chị thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Hôm nay thì em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà món ăn bình thường của gia đình em. Đó là món cá phi chiên nè, bông thiên lý xào với thịt bò. Bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp với em nhé. Cá này là của chị hàng xóm cho đó cả nhà, và bông thiên lý là bạn của chị cho, nhà trồng nên còn rất là tươi và ngon nè. Món ăn hôm nay thì cũng rất là đơn giản cả nhà, tại vì cũng tối rồi, em đi làm giờ này mới về nè, nên em chỉ làm những món ăn đơn giản bình thường thôi. Nguyên liệu thì chỉ có nửa con cá phi như thế này thôi, và một ít hoa thiên lý cùng với một ít thịt bò ha. Cá phi hôm nay thì sẽ chiên với sả ớt cả nhà. Cá phi mua về thì cả nhà sẽ rửa sạch với nước muối ha. Sau đó thì chúng ta sẽ khắc khứa như thế này. Rồi bây giờ em sẽ cho nửa muỗng cà no nè, và 1/3 muỗng bột ngọt. Sau đó em sẽ cho một ít tỏi và sả vào ha. Mình chỉ cho một ít thôi, còn chừa lại một ít để chút mình để một chút nữa thì mình sẽ chiên cái sả để lên lớp mặt á, ăn sẽ ngon nha cả nhà. Còn nếu giờ mình chiên nhiều quá thì sả, cái phần sả chín quá thì ăn nó sẽ rất là cứng nè. Bây giờ thì em sẽ massage con cá đến khi nào mà cái phần gia vị thấm đều ha. Rồi như thế này là đã ok rồi đó. Bây giờ em sẽ để ở đây cho cái phần gia vị nó thấm đều ha. Bây giờ em sẽ ướp một ít thịt bò nè, cũng cho một miếng cà no và một miếng bột ngọt ha. Sau đó thì chúng ta sẽ cho phần thịt bò này nghỉ ngơi khoảng 15 phút ha, cho phần gia vị nó được thấm đều. Bây giờ mình sẽ tiến hành chiên cá trước nha. Cả nhà sẽ cho vào đây một ít dầu nè. Khi mà cả nhà đã thấy dầu nóng rồi á, thì mình sẽ cho phần cá vào. Để cá nó không có bị văng á, thì cả nhà nhớ là khi dầu nóng thì cho vào một miếng muối nha. Cái khúc này em quên có quay rồi. Rồi bên cái phần nồi bên đây á, thì em sẽ bắt một cái chảo lên để em chuẩn bị cho cái nồi thịt xào của em ha. Dầu sôi thì em sẽ cho vào đây là một ít tỏi nè, để thử mùi cho nó thơm. Để thử mùi cho nó thơm ha. Khi mà phần tỏi đã vàng á, thì em sẽ cho cái phần thịt bò xào. Do cái phần thịt bò này là gân bò đó cả nhà, do vậy mà em sẽ xào hơi lâu một chút xíu. Và em cho thêm vào đây một ít nước nè, để cho cái phần bò của em nó mềm hơn. Bò sau khi đã mềm á, thì em sẽ cho hết cái phần hoa thiên lý vào. Chàng ơi, hoa thiên lý nó xanh đẹp quá cả nhà ơi, rất là tươi luôn. Do cái này là chị kia cũng mới hái đó cả nhà, nhìn cái màu thôi là đã bắt mắt rồi nè, hấp dẫn quá, ăn sẽ rất là ngọt đây nè. Cái phần gia vị hồi nãy thì mình nêm là nó cũng đã vừa ăn rồi, nên cả nhà không cần phải nêm nếm gì nữa ha. Như thế này thì mình xào đến khi nào mà cái hỗn hợp này nó xìu xuống thì thôi. Quá chàng ơi, quá đẹp. Đó, cái phần hoa thiên lý bây giờ nó đã xìu xuống rồi nè cả nhà.
tranh thủ một chút thời gian nè, em sẽ làm một ít dưa gang đó cả nhà. Dưa gang này là của ông anh em cho nè, cho được hai trái, em sắc hết để vô cái thố để ăn dần nè. Ăn hai ngày nay mà vẫn chưa hết nữa đó. Mùa nóng này mà có tô dưa gang như thế này thật là tuyệt vời đúng không cả nhà. Bữa cơm hôm nay của em đã xong rồi nè. Bông hoa thiên lý hôm nay em sẽ ăn với nước tương ha, nước tương tỏi ớt nè, và một ít cá chiên mặn. Đơn giản như thế thôi cả nhà, tại vì bây giờ thì cũng tối rồi. Em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha. Cái này là ăn cơm tối đó cả nhà. Cái bông thiên lý này rất là ngọt cả nhà. Cái này là của nhà của chị kia chồng, giờ cho chị cho chị kia cho là em. Cá vừa ăn thôi nha, rất là vừa ăn. Ngọt quá. Uống nước cho đỡ được rồi. Nóng được quá cả nhà. Ông trời mưa không có nổi cả nhà ơi. Nóng quá. Vừa nóng vừa hầm nữa. Từ sáng giờ em mới ăn cơm á cả nhà. Sáng giờ mới ăn cơm, sáng giờ ăn bánh ở trên mẹ cái về luôn. Hôm nay á là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Mà buổi chiều thì em cũng có đi làm thêm nữa đó cả nhà. Buổi chiều em đi làm thêm, đi về làm tới khoảng từ 2 giờ đến 6 giờ rưỡi thì em mới về tới nhà nè. Nấu cơm à. Cái phần xả nó vàng rất là ngon cả nhà. Ăn xả nó thơm. Cái mùa này á, uống nước còn ngon hơn là ăn nữa. Ăn không có nổi. Cá nó tươi nó ngọt ghê. Giờ đâu đâu người ta cũng thiếu nước quá trời luôn cả nhà. Em mới coi một cái clip ở đâu ở Tân Trụ á, Tân Trụ cũng thiếu nước nữa. Ôi khổ cho người dân quá. Tình hình chung rồi cả nhà. Ở xã Mỹ Lộc của em thì nước nó cũng rất là yếu nè, buổi tối yếu lắm. Em muốn tưới cây là em phải tưới giấc khuya thì nó nước nó mạnh.
Nãy giờ quên mời bạn Long nữa. Mời bạn Long ăn nha. Em thấy cái bạn Long á, thường hay, mặc dù bạn nó không có chơi YouTube nhưng mà theo dõi cái kênh của em rất là nhiều nè. Hầu như là không bỏ sót một cái kênh, một cái bài đăng nào của em hết á. Cảm ơn bạn Long rất là nhiều ha. Không biết bạn Long là ai nữa, nhưng mà ủng hộ rất là nhiệt tình. Cái mùa này thì rất là bệnh cả nhà, do vậy mà các cô chú và anh chị em ha, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nè, tập thể dục buổi sáng để cho mình có sức đề kháng để vượt qua bệnh nha. Chứ bây giờ cái mùa này rất là dễ bệnh luôn á, nóng nực hay bị cảm như sốt luôn cả nhà. Trẻ em á, đa phần trẻ em là bị nhiều nhất. Đối với trẻ em hay người lớn mình cũng vậy nha. Khi tắm xong á thì nhớ là đừng có vô máy lạnh liền. Vô máy lạnh liền á thì dễ nó bị sốc nhiệt á cả nhà. Đây em cũng có một đứa em nè, nó cũng bị như vậy á. Cho nên nó mới vừa tắm xong, xong rồi nó vô nó nằm liền, là nó bị méo miệng một bên luôn á. Thấy ghê không? Do vậy mà mình biết á thì mình tránh ha. Tắm xong đi khoảng mấy tiếng thì hãy vô, chiều mình tắm sớm một chút xíu. Còn nếu như đi làm về trễ quá thì chịu khó nấu miếng nước nóng tắm cho an toàn ha. Cái gì chứ cái sức khỏe là quan trọng lắm nè. Tiền bạc á, thì mình có thể kiếm từ từ, nhưng mà sức khỏe mất đi rồi á, thì không thể nào mà tìm lại được cả nha. Công nhận cái này xào với thịt bò rất là ngon. Nó rất là ngọt nè. Thịt bò á, cái này là em xài là gân bò đó cả nhà. Nhưng mà nó không có dai, tại nãy giờ em có để miếng nước em hầm hơi lâu lâu chút xíu á, cho nó mềm. Cá ngon. Lâu rồi em không có lên clip cá chiên. Bữa nay mới lên clip cá chiên. Cá này rất là to. Em chỉ chiên có nửa con thôi đó. Ngon quá. Thôi, video của em đã dài rồi nên em xin dừng tại đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà nè, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có nhiều niềm vui ha, và sum họp bên gia đình của mình nè. Thôi, em xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nhé.